thì hiện tại chú Vui đang nằm trong khoa cấp cứu á cô. Đúng rồi. Tôi là người nhà, tôi đang lo lắng lắm nè cô. Nhưng vì điện thoại của chú bị hư nên chú có nhờ con gọi cho cô để nói cô chuyển tiền cho chú để làm thủ tục nhập viện cũng như tiến hành tiểu phẫu của cô nhá. Khoan, cô tên gì là ai vậy? Dạ em là Nhung, y tá của bệnh viện ạ. Nhưng mà cô ơi, hồi nãy là bên tụi tôi có chuyển 40 triệu cho cô rồi đó cô. Mới chuyển á. Dạ. Sao rồi, cái gì vậy? Chậm rụt quá, làm ơn cả nhà ra đây tập hợp, tôi phân công công việc lại coi. Còn quên gì nữa không? Dạ, không, đầu còn, cái còn cái gì nữa không? Có gì? Thấp trước cao sau. Tao má. Xếp hàng đàng hoàng coi. Từ từ. Mày lùn hơn má mày đó, mày lên trước. Ủa là thấp trước cao sao? Mắt anh con mắt tôi 74 sao không? Phải không? Xin lỗi. Rồi, bây giờ nè. Thôi bây giờ trật tự nghe nè, bây giờ nó rối lắm rồi. Tất cả nè, nghe tôi phân công lại tất cả một việc nha, đàng hoàng rõ ràng để mình đi vô bệnh viện cho nó rớp lan, hiểu không? Rồi. Thái. Dạ. Tư sướng nhân bệnh đâu? À, ăn bệnh nó chở cô Tư đi hộ niệm xong rồi vô sao chú vậy? Gia đình đang bao nhiêu chuyện đăng đê đê không lo, đi hộ niệm. Không, cái đó con có hỏi cô Tư rồi, cô Tư nói là đi vô trong đó hộ niệm để tích phước cho ba con. Chờ ba mày chết là dơ tụng luôn. Trời ơi, chú vậy? Mực quá. Rồi mà thôi, Tư sướng làm gì cũng được. Rồi gọi xe chưa? Con gọi rồi. Rồi nè, bây giờ tất cả nè, nghe tôi nói. Cái gì vậy? Lo quá. Cái gì vậy? Thì bây giờ lo quá nó hôi, biết làm sao. Bây giờ trật tự, nghiêm túc, đứng thẳng một hàng cho tôi coi. Cả nhà nha, tôi phân công lại một lần cuối đi vô bệnh viện, chuyện ai nấy làm, không trộn rộn, không ồn ào, không gây mất trật tự nơi công cộng, nhớ chưa? Dặn mẹ con á. Vậy hả? Từ từ, tôi nói nè, đặc biệt đi vô tới nơi á, mình gặp bệnh nhân một cái là bỏ hết những cái mặt u sầu này đi, tươi cười lên. Ông mặt bệnh hoang. Mà sao mà tươi cười được? Ơi, bây giờ mình đi vô thăm bệnh mà chỉ muốn mang cái mặt gì sao? Đâu, cái mặt bà này phải thử nè. Thử rồi, bây giờ nè. Tươi cười, tươi. Mày cười quá, ba mày bệnh mày cười quá. Mày làm như là ổng đang trúng số vậy. Mày đó, bệnh viện ba mày nằm có khoa thần kinh đó. Đưa mày qua luôn đó ngày xưa. Ủa thì tại kêu cười. Thôi bây giờ đừng có cười đi. Chỉ cần mặt lạc quan thôi, mặt lạc quan. Cười nhẹ đó. Lạc quan sao ta? Không, nhẹ. mắt phải long lên. Mọi người, nè, mắt phải long lên. Dầm chút, mắt phải long. Là cười không có ra tiếng á. Dạ, ý là hiểu không? Là vẫn cười mà không ra tiếng. Đúng rồi, đâu. Lạc quan, lạc. Ê, dông dựa bà gì? Thì kêu, chú kêu tôi lạc quan thì tôi lạc quan vậy được. Chị, tôi nói là chị, hai đứa nhỏ thôi mà. Chị đó, chị là vợ của ổng nè. Đi vô trong tôi nói nha, không có khóc bù lu bù la lên nha. Đó nè, bệnh nhân người ta bị như vậy là người ta đã đau khổ lắm rồi, hiểu không? Chị khóc thì người ta đau khổ hơn, đứt dây đi luôn đó. Thôi xe người ta đang tới á. Hình như có điện thoại, để nghe điện thoại. Ôi. Nghe điện thoại. Alo. Dạ, cho hỏi đây có phải số điện thoại của người nhà bệnh nhân Vui đúng không ạ? Đúng rồi. Tôi hả? Mở loa hả? Rồi. Mở loa, để nó đi cho nghe nè. Mở loa lên, nghe đi. Nè. Dạ, thì hiện tại chú Vui đang nằm trong khoa cấp cứu á cô. Đúng rồi. Dạ. Tôi là người nhà, tôi đang lo lắng lắm nè cô. Nhưng vì điện thoại của chú bị hư nên chú có nhờ con gọi cho cô để nói cô chuyển tiền cho chú để làm thủ tục nhập viện cũng như tiến hành tiểu phẫu của cô nhá. Khoan. Cô tên gì là ai vậy? Dạ em là Nhung, y tá của bệnh viện ạ. Nhưng mà cô ơi, hồi nãy là bên tụi tôi có chuyển 40 triệu cho cô rồi đó cô. Mới chuyển rồi á. Mới chuyển á. Dạ không có ạ. Hiện tại là con mới gọi cho nhà mình lần đầu tiên ạ. Ủa sao không có được? Có chuyển rồi. 40 triệu rồi. Cái ông Nguyễn Văn Bảy chuyển á, Nguyễn Văn Bảy chuyển 40 triệu. Để chứ. Mấy cái này để tôi. Nè! Cô y tá! Cái gì vậy hả? Cái gì vậy nè? Rõ ràng tôi là người chuyển khoản, chuyển 40 triệu vô để lo cho anh rể tôi ở trỏng đúng không? Rồi bây giờ mấy người sao? Lật lọng đúng không? Người ta đã bị viêm sà đảo. Ủa, phải ba mày bị viêm sà đảo không? Cái gì đó, nói chung là cấp cứu không? Ban đầu cũng là nặng lắm rồi. Bây giờ mấy người muốn ăn trên đầu, trên cổ người ta hả? Nghĩ coi, một cái đầu băng bó vậy mấy người còn leo đến mấy người ăn là ai mà chịu cho nổi? Để con ta nói cái gì? Để. Chú ơi, chú nói giùm con đi chứ con nghe chửi quá, chửi rồi chú. Nghe chửi là đúng rồi. Alo. Chú nào? Chú Bảy hả? Cái này, bỏ đi. Cái chiêu này tôi rành lắm nè. Nhiều khi ông là gì? Giám đốc bệnh viện phải không? Thôi để hai người cùng một ruột với nhau đứng ra binh vực nhân viên của mình hả? Người ta nói gì? Lương y như từ mẫu mà. Trước khi tốt nghiệp bác sĩ, lời thề Hippocrates đâu. Chú, để
ai biết nói gì. Tao không nghe đâu, tao là chửi không biết nói gì. Tao nói gì vậy? Ủa vậy hả? Để chừng người ta chửi mình cho ổng. Nói gì nói đi. Nói coi. Tôi vui nè chú Bảy. Tôi vui vui phải anh không anh? À, tôi nè, làm gì mà chú chửi ôm chồng vậy? Ủa vậy hả? Trời ơi, anh vui hả? Anh vui hả? Trời ơi, anh để hả? Anh để tức lắm anh để. Em mới vừa chuyển cho anh, em chuyển cho anh 40 triệu đàng hoàng. Vậy mà bây giờ ở trong bệnh viện có nhỏ y tá nào á, nó gọi ra con Nhung gì đó, nó gọi ra, nó nói là chưa có chuyển tiền, tức không em phải chửi chứ. Ủa? Là sao? Giờ bệnh viện người ta mới nói là tôi làm thủ tục nhập viện mà. Tôi không có đủ tiền. Anh nhưng mà bây giờ là mới kêu chuyển lần đầu tiên hả, chứ nãy giờ không có hả? Ừ, mới vừa băng bó xong à. Ơ chị hả? Ê, alo anh ơi. Ủa là sao hồi nãy là chuyện 40 triệu là 40 triệu. Gọi điện thoại mấy lần là y tá cái chỗ của ba đừng mà chứ. Ủa, hồi nãy là y tá đang gọi chuyện 40 triệu. Không, hồi nãy là có mượn nè.